nó đi đừng cho má nó hay ca cho bà xui nghe. Thế là tôi bị chính này lâu lắm rồi. Mưa bên hay mưa mẹ ơi Milo nó nghe ông ngoại hát xong miệng nghiến cái đầu luôn mẹ. Mưa 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 dường dài phun thuốc cho mắt thêm sâu. Tú xin mến chào cô chú anh chị và các bạn đang đến với kênh Tú Trinh Vlog. Cho Tú mến chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe và luôn bình an trong cuộc sống. Xin chào cả nhà. Thì cái chỗ này lúc hổm trên trồng rau nè, cái mình sửa nhà lại á, cho nên là tao bước lên đi lên nên là nó không lên ra hỏi. Thì giờ là giờ trên bằng cỏ để cuốc lên để chắc trồng đu đủ cái nha, trồng đu đủ dễ trồng hơn. Gầu má của Tú thì quá trời tốt luôn ha. Vừa rồi nhấp cá. Ủa nhấp cá. Vừa rồi cá. Thì mấy ông thợ cũng dẫm lên mấy chân mà sau này lại nó nở quá trời luôn nè. Mưa xuống. Chắc mưa á, do mưa á. Hết sức tốt luôn nè. Vừa rồi quá trời luôn cỏ, um tùm hết. Cái này thì Trinh với Tú hồi đợt rồi á, cũng trồng rau hai lần này. Lần thì gà vô, cái lần sau thì Trinh sửa nhà. Sửa nhà mấy ông thợ làm dẫm bấy chân. Rồi sao nó thì sao giờ thì cứ lỡ rồi chứ biết sao thì xong đi rồi đặng mần cái đó mới chồng lại khác được. Thì hôm nay sẵn có mẹ còn ở đây á nên là Trinh cũng với anh Tú thì mình làm việc ở nhà sẵn ở chơi với mẹ luôn. Thì mẹ Tú lên đây chơi thì cũng hai ba ngày là mẹ về rồi, cho nên là Trinh không có đi sân Bắc mà mần cỏ. Xong hôm nay mần cỏ xong chắc vô làm món gì mới ăn ấy. Mẹ thì thích ăn vịt, tại trên chảnh thì cũng ít nuôi vịt á, đây là trên mần cỏ xong chắc trên bắt vịt. Ở đây thì mần cái này xong rồi cuốc lên cái nha, cái này mình cuốc lên cái mình mô lại thành cái mô tròn tròn nghiêm túc. Mình trồng đu đủ, Trinh nghĩ rồi chắc cái này chỉ có trồng đu đủ nó dễ hơn, tại vì nó không có đủ ánh nắng á nha. Ở bên đây vừa không rồi cái nó không đủ nắng vô, trồng cải ngọt cải xanh nó cũng không tốt lắm. Mấy cây nhấp cá này cũng tốt em, với mấy cây ngồi gai nhấp cá trời mưa, cá với ngồi gai rồi trời mưa là tốt lắm. Ngồi gai mọc nhấp luôn nè, trồng á đợt đó em trồng á chứ. Ừ, vậy trồng nó lên mà điều như là mấy em thợ đi lên xuống đạp nó đi xi măng đó. Bây giờ Trinh với Tú tính là sẽ trồng mô á cả nhà, trồng đu đủ mô đu đủ á, trồng theo từng mô này nè, nguyên chắc hàng nè anh Tú. Chắc là hàng xui gì nữa mình quay đẹp hơn. Hàng xui là mô gì này nữa đây, cái đó thôi. Là từ đó tới cái đó khoảng chừng 5 cây đu đủ đi. Một hàng gì nè. Là mình trồng chắc được 30 cây đu đủ. 30 cây đu đủ cả nhà, nhét cho trồng. Để Trinh kiếm giống đu đủ mà là trái dài á. Đu đủ mà trái dài nó bự anh Tú. Mà mẹ nó cũng hên xui rồi cả nhà, nhiều khi mình lấy giống đu đủ trái dài nhưng mà tới chừng mình ương rồi mình trồng thì nó trái tròn. Chứ không phải là trái dài, cái nó ra trái dài nó cũng bị lai ra trái tròn nữa. Mới bỏ mới có mần nhà xong giờ quá thì cỏ ha, vậy cỏ cui luôn. Mình không có trồng này kia, mình không mần tới nó lên mau à, để Tú kêu Thuận không quay để Thuận trồng lên đó. Cho lẹ. Thuận là buổi sáng, buổi chiều nay thì Thuận nghỉ. Trồng đu đủ mà được nhiều lắm Tú, bán lắm lấy. Ví dụ mà mình đẻ là 50 kg là bán được. Còn trong đó mình trồng mới ra. Cây này mới trồng nên mới bột được nhau. Cây nó hiện không? Có một ghê. Đi mang quá trời luôn. Tại vì ta làm nó dễ dàng. Mở cái dây lên cuốn ra dây để dành nữa mình làm gì tập. Cây chắc làm củi quá. Củi. Để giả làm củi đi. Một dây đó cắt ra. Rồi anh Tú đang dẹp đó là trên mặn đây đi. Trời chắc mưa nữa quá anh Tú. Gió rồi gầm gầm nãy giờ mới mưa hết.
dâu dâu giết cá này ở nhà. Bữa hổm thấy mấy anh thợ đạp lên tưởng nó chết hết rồi, giờ nó tốt lên nè, tốt lắm, bự không. Cái chinh cũng trồng mới rau, trồng thêm mới rau gần nhà, mình có rau sạch đó cả nhà. Còn mua ở chợ thì rau tốt thì, nhưng mà chỉ khi thuốc, phân thuốc á. Bộ này là chinh nghiên cứu không gãy phân luôn mà tốt rồi nè. Muốn trồng rau cải lại là chinh phải cuốc đất lại. Mỗi lần trồng mình thấy mỗi lần cuốc đất mình vô phân mới. Người ta làm sẵn đó nha. Phân bò rồi sơ dừa đó, ta làm sẵn cái bao đó. Bây giờ mình trộn thêm, trộn với đất, mình cuốc rồi mình mới mô lên mới trồng được. Cái đất này nó dẻ rồi, mưa chừng 28 xuống rồi nó dẻ đất xuống rồi. Nó không có xốp nữa. Nó không xốp nữa, mình trồng gì nó cũng không tốt. Hôm dài tính đi đi chặt củi, chặt củi của anh Tấn cho Trinh nó cho rồi. Mà Trinh chặt củi thì mẹ đòi theo. Mình nói thôi vậy thôi, đợi nào xong hết nè mẹ về đi mình hả, đi chặt củi. Để mình đi chặt củi bỏ mẹ nhà cũng buồn. Đi chặt củi là phải đi từ sáng tới chiều. Mẹ thì lên chơi cũng ở vài ngày chứ đâu có lâu được. Tại vì nhà mẹ còn còn ba, còn chị nữa, còn cháu nữa. Giờ mà cái chỗ này ít do mắc cỡ rồi đó nha, cỏ mắc cỡ á, mắc cỡ mà có gai nó đâm cái này nè. Hồi xưa là cái chỗ chúng đang làm nè, còn là cái mắc cỡ không mà nó dài 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 nè, làm tốt hơn cái cốt 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 từ gom lại nó ủng rồi nó mặt một mành được. Còn giờ bằng tay rồi đó, nó nhỏ nhỏ là nó chưa có gai mà nó bự chút rồi nó gai không à. Cái đất chỗ mình trồng này thì là bề ngang là 7 mét, bề dài thì là 12 mét, mà tính ra qua tới bên chầu chân luôn là cỡ 13-14 mét. Ở đây là cái mương nè, phía trước ở đây cái mương này trên đất á, trên nóc lại ở đây bích lên nè, nó rộng hơn á, còn thì 3-4 mét. Đất cái mương đó nha. Nổi lên tốt cây mắc cỡ thì nè, nó không hết nha. Hình như nó có cái rễ dưới đây nè, nó có rễ với cái bông của nó kết xuống á. Mình cũng nhổ rễ, mình cũng nhổ rễ lên hết á. Cái bông đó nữa. Ừ, cái bông đó. Bông kết xuống ấy, giống như là cây gì đó, cây cần cua đó. Đúng rồi. Đi ra làm cua cũng vậy, vậy. Nó trời nắng không thấy cộng cho cua đó chứ nha. Mà hôm mà trời mưa, tháng mưa cái nhà là cần cua nó bắt đầu sẽ mọc nó luôn. Tại vì cái bông nó rớt xuống á, rớt xuống nó giữ lại. Nó có nước rồi cái đầu nó sẽ mọc lên. Cái cây này nó tốt, gốc cây nè. Lấy cưa cho gió sát. Đông đi dụng đụng. Cây này cây nhãn rồi đó nha. Đi vô lấy cây cưa. Dạ, cưa có cưa xuống cũng quên. Cưa cua lon cái thằng cho đó. Cưa nó dễ. Giống như Trinh với Tú mà đi ra ngoài ruộng á, đi ra ngoài chỗ lấy củi đó. Cái ở giữa một cái con kênh mà Trinh với Tú chạy qua đó là nó có gốc cây cao gì nè, là nó chặn ngang ở giữa đường nè. Qua lại khó quá. Bữa đó hai chồng vịn cái xuồng lại. Cưa gãy cái vào khỏe ghê luôn. Giờ ra vô đường đó khỏe. Nó không có bị dướng nữa. Nó không có dướng cái gốc cây nữa, cây bần đó cả nhà, nó ngã xuống nó dính nó luôn, mà mình không cưa đâu có lấy được nó. Thank you.
nhắc luôn, bởi vậy nó sao nó mục, sao nó không mục, nhắc luôn. Trời ghê luôn á. Nhưng mà đã cưa nó ra nó không nhắc, bên kia mục nha. Cái này cầu búa rồi đầu đẻo chắc ngá lửa chứ lắm nè. Lỗi mà lỗi đỏ không phải lỗi đen đâu, lỗi đỏ luôn. Đỏ đen. Không? Cái nhãn này là nhãn lâu đời mà. Ừ. Nhãn này vô đất vô đó của ông ngoại nữa. Hên là có cái máy cưa chứ không có máy cưa này dễ gì. Thì chút lúc trước mình chặt ở trên được, mình xuống dưới chặt được. Rồi để vô chùi cái cưa cho nó đẹp đẹp lại. Cây mất cỡ đó, nó nhỏ xíu gì mà đụng luôn rắn nhít nhít nhít. Nè chung thấy ngựa cây mất cỡ này mình lấy hôm trước chỉ nó ra để thôi, nằm nhớ vô một cái cỏ nó đau đó. Nằm đau tay nhé. Rồi mưa có gì em vô bằng gì em đó. Ừ. Thì chắc đi lên chỗ. Ừ. Cái nhỏ này nó có vỏ lắm. Bên ngoài ấy, còn lâu lâu mà mặn rồi nó cỏ. Ở đây thì hai chồng Tú thì cũng có mua hai mục măng với có hai mẹ ra làm phụ. Bây giờ Tú cũng mần con vịt vừa xong luôn. Hai mẹ ơi. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Con dâm mà cô chú. Hôm nay ăn cơm tối rồi cả nhà. Bây giờ Tú thì bắt nồi nước lên. Nước đặng luộc ha. Ở đây hai mẹ sắc mục măng luôn. Ăn non quá mẹ, ăn xèo luôn á. Ở trên mẹ chả đâu hỏi như mình đây mẹ, đám đâu có cục cục đâu. Ở đây ngày xưa mà đám cái cục, giờ sắp ra trên. Bây giờ cũng không đâu có. Bây giờ không có rồi chứ hồi xưa. Hồi xưa hồi đám này chiều bầm lớp bóp, gùm hết trơn. Người bầm cái đá rồi ra được tiếng. Ở đây thì măng tre mẹ trên cắt cộng cộng vậy nè ha. Mình luộc cho nó ra cái chất hơi nhẫn nhẫn á. Được, ốp để cho nó ngồi cho nó thấm. Cái này tỏi nè. Này đường với hạt nêm với bột ngọt. Ốp hồi cho nó thấm cái mình bắt lên mình xào. Khô hết nước rồi, giờ mình bỏ vô cái nồi luôn. Để mình bỏ từ từ mới được. Để nó văng. Đường phèn hả mẹ? Ở đây thì mẹ nên bỏ đường phèn với xíu muối, xíu ngọt. Hạt nêm.
chưa bỏ hạt niêm anh, hạt niêm khi nào mình chín á, mình chín nữa bỏ. Này mới bỏ có đường, ủa đường phèn á cả nhà, với bột ngọt với miếng muối để cho mình dễ vớt bọt. Giờ dịch cũng được rồi nè cả nhà, nó hơi chín rồi ha. Rồi chân cũng bỏ măng vô luôn. Nó chín rồi đó nhưng mà nó chưa có mềm. Chân bỏ hạt niêm với đường vô luôn. Mẹ anh Tú với cha tự nhiên lắm cả nhà. Muốn ca cho cả nhà nghe bản. Ca đi. Cô mời cô chín. Cô mời cô chín là cả nhà nghe rồi. Cô mời cô chín. Ca không rồi, ca bản cũ nữa sao? Ừ. Ca bài mới đi. Bắt nó đi đừng cho má nó hay. Ca cho bà Xuân nghe. Cô mời cô chín này lâu lắm rồi, hồi thời nó mày cho. Ca bản khác đi cho bà Xuân có nghe. Cho Xuân nghe coi. Xuân tôi lâu lâu xuống đây chơi cái thưởng thức món ăn rồi được thưởng thức ông xui khác nữa cả nhà. Có hồi ghế nữa mẹ, hồi ghế nãy hành không có hành cũ hành cũ hết rồi hết rồi chưa mua hồi ghế nãy thư lặt á, thư lặt rồi đó mẹ. Mẹ của anh Tú không biết ca, có anh xui biết ca, anh xui ca cho chị xui nghe. Chị xui lấy giọng ca. Mấy phơ mắt xinh sâu nghe la thu mưa rêu mòn gọt không có đợt hát gì cũng hay còn nhờ nữa chị Xuân này có phước lắm á. Đường dài phung phức cho mắt thêm sâu mưa vẫn hay mưa mẹ ơi mì lô nó nghe ông ngoại hát xong nghiện nghiện cái đầu luôn mẹ. Chiều hơi ngóng nhưng chiếc mưa không bầu kêu đâu á. Chiều nay còn mưa sao em không lại nhớ mai trong cơn đau vùi làm sao có nhau anh lên núi nào bước chân em cũng về mau mưa vẫn hay mưa cho trời đi làm sao em biết đã không dịch nấu măng, nấu măng thì cũng nấu súp á, cũng chín đây ha. Giờ trên cũng múc ra bún luôn, múc ra tô luôn cả nhà. Hành lý đi cho thơm. Hấp sẵn ha. Dịch này quá trời thịt luôn cả nhà. Ngon quá chừng. Giờ cắt nha. Nấu măng ăn cũng dễ ăn ngon. Thì hai mẹ Tú với vợ Tú thì cũng nấu cho xong rồi. Thì con mời hai mẹ với cha dùng dịch bún măng, chúng mời cô chú anh chị dùng dịch bún măng luôn. Cha mẹ ăn bún. Chinh cũng mời cả nhà dùng bún luôn nha. Mời cả nhà cùng ăn dịch bún măng. Mời cả nhà ăn bún măng. Mời cả nhà ăn bún măng. Cảm ơn mãi cảm ơn ngoại, cảm ơn bà nội, cảm ơn ba, cảm ơn mẹ, mời chú ăn bún. Có mời ông ngoại, mời ngoại, có mời bà nội, có mời ba, có mời mẹ, mời chú ăn bún. Rồi ăn đi hai con. Chấm chừng đổ nè, chừng nó nhiễu, lấy muỗng lên lên. Này con Nguyễn Thư thịt sẵn là ngon ha. Quá to cũng thịt. Cũng thịt đẹp quá trời luôn. Cả nhà ơi, chồng cũng thịt ăn đã kèm luôn. Thịt bự ăn nó đã. Mời cả nhà nha. Cục bự vậy đó ăn mới ngon. Chị cũng mời cả nhà luôn nha.
Còn nó mềm ạ. Bún măng tới mùa măng nó có ăn chứ đừng không, cũng không có măng tươi. Có thịt nó măng mãi mà, nó măng khô rồi ha. Nó măng tươi để ngon hơn măng khô. Măng tươi nó ngọt. Măng tươi nó ngọt mới giòn. Thấy dịch bún măng nó thơm tới đây luôn em, hơi mắc ngát luôn á. Nhưng mà Tú có chừa ngoài sau nó một tô. Kia tao cầm cái máy quay tao tăng. Không, Tú còn cái tô Tú chưa trụng cái tô con bự á. Sợ nó không ngon á. Cho nên là đợi nào mình ăn rồi tới chim quay Tú có trụng. Dạ Tú nói đúng rồi nè. Trụng sớm á ngồi. Nó nở luôn không? Dạ nó nở hết ngon rồi. Nó nở bún. Nè mẹ ăn thấy sao mẹ? Ngon. Giờ băng tư cũng ngọt. Chị Thu về đây thấy chị Thu thấy chị Thu gái nấu món lạ không? Tao nói cho tao món tùy theo món ăn. Cái dùng mà bán ăn ăn món khác rồi đây là món khác nữa. Giờ mỗi món nó có cái nó ngon riêng cách khác nhau. Cái nữa đây nước lèo mình ăn ngon, nhưng mà do đang gian là ăn đúng bún cá ở nhà. Bún cá ngon. Nó có mỗi một hương vị khác nhau, cái nào cũng ngon. Cháo đây ăn cháo cho quẩy, còn ở chợ nó ăn cháo với bún. Ăn cháo tô cháo thêm chén bún. Chén bún chứ. Chiều cháo là em ăn dĩa bún cũng hơn chén bún. Dĩa chén ăn dĩa bún với dĩa rau. Tụi đắng. À. Còn hôm nay thì mẹ ăn cháo là đem cháo quẩy ra. Cháo quẩy ngon hơn. Còn bún. Còn bún mày bỏ bún vô ngán nha. Cháo hết rồi lấy mì. Mì không á. Cười á. Đó là ăn theo từng địa phương. Ngon. Cháo mà có thể bún vô làm ngon lắm. Bỏ vô nó dày lại luôn. Thịt này nấu mềm mà. Cho nào chặt cục bự hơn. Cắn nó ngon. Măng ngon. Nước măng. Ngon quá cả nhà. Hút ra thêm. Cái này không có tô ra, cái này cái tượng. Ngoại ăn xong rồi, vợ ngoại nhịn tô của anh Tú, ngoại thấy thèm nữa nè. Quá lẽ cái tượng mười gấp đôi. Rồi, cũng mời cô chú chị nữa nha. Tú ăn mặn cho làm nhiều, hơn mấy cái tô khác. Quá, này cái này bù lại mặn vịt nè, nhổ lông. Mặn ngon quá, mặn ngon. Nó giòn giòn. Để không biết ăn măng. Của gia đình Tú Trinh thì cũng đã dùng bữa xong. Trinh cảm ơn cả nhà đã thương mến gia đình, xem video của gia đình và xem luôn phần quảng cáo để giúp gia đình Tú Trinh có thêm thu nhập lo cho cuộc sống và cũng có thêm nhiều động lực ra được nhiều video hay hơn gửi đến cả nhà. Trinh cảm ơn cả nhà rất nhiều. Trinh mến chúc cả nhà lúc nào cũng thật nhiều sức khỏe và luôn bình an trong cuộc sống. Giờ thì gia đình Tú Trinh xin hẹn gặp ở những video tiếp theo nha. Tôi xin chào cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà.